Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Atorvastatin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Atovastatin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà kênh Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Atovastatin Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng rối loạn lipid huyết Dự phòng tiên phát, cấp 1, tai biến tim mạch Dự phòng thứ phát, cấp 2, tai biến tim mạch dự phòng tai biến tim mạch ở người bệnh đái tháo đường. Làm giảm tiến triển sơ vữa mạch vành. Cách dùng, thuốc dùng theo đường uống. Uống một liều duy nhất vào bất cứ lúc nào trong ngày, vào bữa ăn hoặc lúc đói. Liều dùng. Cho người lớn, khởi đầu 10mg một lần mỗi ngày. Điều chỉnh liều 4 tuần một lần, nếu cần và nếu dung nạp được. Liều duy trì 10mg đến 40mg mỗi ngày, tăng liều không quá 80mg mỗi ngày chống chỉ định. Bệnh gan hoặc transaminase huyết thanh tăng kéo dài mà không giải thích được. Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Lưu ý khi sử dụng. Trước và trong khi sử dụng thuốc, nên kết hợp với các biện pháp kiểm soát mỡ máu như tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm cân. Kiểm tra lượng lipid trong máu định kỳ để điều chỉnh liều lượng thuốc phù hợp. Cần sử dụng thuốc thận trọng ở người bệnh uống nhiều rượu hoặc có tiền sử bệnh gan. Tạm ngừng hoặc ngừng sử dụng thuốc nếu người bệnh có biểu hiện bị bệnh cơ cấp, đau cơ, cứng cơ, yếu cơ, tiêu cơ vân. Chỉ dùng atorvastatin cho phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ khi họ chắc chắn không mang thai hoặc trong trường hợp điều trị tăng mỡ máu rất cao mà không đáp ứng với các thuốc khác. Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Cẩn thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc do tác dụng phụ của thuốc gây đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, mất ngủ, suy nhược. Tác dụng phụ. Tiêu chảy, táo bón, đau đầu, chóng mặt, đầy hơi, đau bụng và buồn nôn, nhìn mờ, mắt ngủ, đau cơ, đau khớp, suy nhược. Các kết quả thử nghiệm cho thấy tác dụng tăng chức năng gan hơn 3 lần giới hạn so với bình thường, nhưng phần lớn là không có triệu chứng và phục hồi khi ngừng thuốc nhà sản xuất thuốc. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco, Việt Nam. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Atovastatin, đồng thời biết cách sử dụng Atovastatin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham